Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 23 tháng 12, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức buổi họp mặt thân mật với các vị linh mục, mục sư và các vị ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2020. Dự buổi họp mặt có đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, đồng chí Nguyễn Văn Quà, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành cấp tỉnh. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thanh Duy gửi đến các vị linh mục, mục sư, các vị ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp Giáng sinh năm 2020. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã thông báo tóm tắt với các vị về sự phát triển của tỉnh trong năm. Do diễn biến bất thường của thời tiết cùng với dịch bệnh COVID-19 đã tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế xã hội của tỉnh. Song với sự quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bạc Liêu, tỉnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Trong đó có sự đóng góp tích cực của các vị linh mục, mục sư, chức sắc, chức việc và đồng bào theo đạo Công giáo, Tin lành trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh mong muốn các vị linh mục, mục sư và Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Bạc Liêu tiếp tục phối hợp với chính quyền, vận động tập hợp, đoàn kết đồng bào Công giáo, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, thể hiện tinh thần từ thiện bác ái, gắn bó đạo với đời, thực hiện tốt tôn chỉ, đường hướng hành đạo, giáo lý, giáo luật của giáo hội, hội thánh. Phát biểu tại buổi họp mặt, linh mục Võ Văn Quài, quản hạt Công giáo Bạc Liêu, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh cho rằng, đồng bào Công giáo tỉnh luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy chính quyền các cấp về điều kiện sinh hoạt, đức tin đối với người Công giáo. Bước sang năm mới, linh mục Võ Văn Quài mong muốn cấp ủy chính quyền quan tâm hơn về điều kiện sinh hoạt đức tin đối với người Công giáo, đồng thời nguyện sẽ cùng đồng bào Công giáo trong tỉnh tiếp tục thực hiện theo đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam, sống phúc âm trong lòng dân tộc và đóng góp tích cực các phong trào địa phương phát động. Mục sư Nguyễn Tấn Phúc, đại diện Tin lành Việt Nam miền Nam tại Bạc Liêu, bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu kinh tế xã hội tỉnh Bạc Liêu đạt được trong năm 2020. Hội thánh cùng các tín hữu đã nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền trong tỉnh, từ đó có những đóng góp tích cực cho cộng đồng xã hội. Đồng thời cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và nguyện sẽ cùng hội thánh, các tín hữu phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt phương châm sống tốt đời đẹp đạo. Dịp này các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao các vị linh mục, mục sư những phần quà Giáng sinh ấm áp nghĩa tình.